Control là nhảy nhảy này. Còn Spike là lăn tròn. C. C là quay lại góc nhìn chính nha các bạn. Ấn C phát này. Đó, quay lại góc nhìn trước mặt. Được rồi, để coi lại cái phần cây mapping phát. E, Q, R, Hold Action, Cancel Action, T, Select a different vehicle, Attack, Party, Sprint, Evolve, R4, X, Reset Camera, Press, Hold, Location Info. Ok, những cái phần quan trọng nhất là những phần này đây, E, Q, R, T và chuột trái chuột phải nhé các bạn. Tìm nước, Fin Water, ở cái điểm xanh này các bạn. Ngắm cảnh tí nhỉ. Nhân vật thiết kế kiểu này, kiểu chuyển động như này là mình nhớ tới cái game Tomb Raider các bạn ạ. Cái game mà có cô nàng Lara Croft ấy. Nước này. Ấn E. Lấy nước. Tranh thủ. Được một tí các bạn ạ. Thế là quá tốt rồi. Drink from the canteen. Bây giờ chúng ta sẽ uống nước các bạn ơi. Ấn phím 4 à? Giữ số 4. À, hồi máu rồi các bạn. Hay đấy. Giờ làm gì đây? Phim rồi đó. Con chó đâu rồi? Con chó vừa đứng cạnh mình ở cái này mà nhỉ? Oh, what the hell? Sao để vào trong đây nhỉ? Cái này có mở cửa đâu. Không thì đi đâu bây giờ? Hả? Anh tới đây, chú bình tĩnh. À, thả con chó ra. Kìa. Hiểu rồi. Trông ghê quá. Mặt ông này trông chả thiện cảm gì các bạn ạ. Con chó đâu rồi? Ok, đang tới. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need water. Tua tiếp các bạn ạ. Cái gì đây? Thức ăn à? Ui, thức ăn cho chó luôn ạ. Vãi trưởng. Cái vùng này là khó khăn đến vậy rồi. Được rồi, mình sẽ đi tới cái điểm xanh này. Để con chó ở sau vậy. Hẹn gặp lại, good way. Đây là một cái ngách hang động à. À, có người đấy. Vậy đây là một cái xác thôi. Hai viên đạn shotgun. Rồi đi qua bên này nào. Hold to clean. À. Kìa, ôn giết người à? Thủ à? Mày láo em. Ô, rơi rồi. Chưa kịp loot xác nữa. Rồi, đi xuống nào. Vẫn còn đứa nữa à? Ôi, thằng nào cười biến thái ấy. À. Ba đứa à? Đây sẽ là trận chiến đầu tiên của mình. Ở đây. Mày sồi ôi. Đấm chết lắm các bạn ạ. Ây à, ăn một đấm rồi. À,
chuột chuột trái tấn công, chuột phải đỡ các bạn. Ui giời, đến nữa đây nè. Mày ui đấm một phát cất luôn. Kinh vậy. Ui ui. Chết thật. Mày mày hả bưởi. Game này đánh cảm giác cứ như là Mortal Kombat đấy các bạn ạ. Đánh hiệu ứng nó phê á. Lấy đồ nào, lấy đồ nào. Có gì rút được. À, nó giết người các bạn ạ. Chỉ rút được một thằng thôi. À, có gì đấy. Cái đó là cái gì vậy? Còn thu thập được gì nữa không nhỉ? Cái này có một phần giống cái game sinh tồn nữa các bạn ạ. Chúng ta sẽ lanh quanh và tìm kiếm mọi thứ. Có thể... À, cái gì này? Chăm lút. À, chiếc xe. Đúng rồi. Đây sẽ là con xe đầu tiên của chúng ta. Không phải. Lấy cái dây thôi các bạn ạ. Cứ tưởng đây là con xe đầu tiên của chúng ta chứ. Làm sao để mở bản đồ nhỉ? Làm tính gì để mở bản đồ nhỉ? Cây mapping. On ground. Yum. Screen. Cham. Camera. Không có phím nào để mở bản đồ cả. Locate this info. Thử coi coi. Không phải. Chúng ta sẽ đi đường này. À không, lấy cái điểm màu xanh ra. Màu xanh cái gì nhỉ? Nó sẽ để mở bản đồ để phát hiện rất dễ nhỉ. Sẽ là đường cũ hay đường mới đây? Thôi đi đường mới đi. Để trên đường xem có cái gì được không. Chạy rất là xa đây. Return to chum. Ok. Không phải đường này đâu các bạn ạ. Chúng ta đi nhầm đường rồi. Không mở được bản đồ khó chịu nhỉ. Chắc là có nút nào đó ấy. Mình chưa tìm ra. Các bạn có thể nghiên cứu thử coi nhé. Mở bản đồ lên nhìn chạy ra dễ. À, nút đứng nữa này. Scrap. Đi thôi. Go back, go back. Không thấy có nút nào chạy nhanh thôi. Nó sẽ mặc định chạy nhanh như này à? Alo, ship rồi. Ship được rồi. Chỉ được một lúc thôi các bạn ạ. No, not yet. You are not ready. Wait. Cái gì vậy? Ai thế? Hey. Không lên được. Mà quay lại nào. Quay về chỗ ông kia, mấy con chó. Ok, đang tới. Gì vậy? Con cha trông bị thái vậy. Thôi tua đi, cho ông này ghê quá. Rồi, bê con chó đi thôi. Ok ok, coming. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. This way. Đang tới, đang tới. Từ từ xem nào. Đấy, mình làm bể bế con chó hoàn toàn. Oh, cái xe này. Đây là xe của ông này, buggy. À, để chú chó đằng sau ấy nhỉ. Easy dog. Easy. Đấy đi. Rev it up and go, Saint. The buggy's humble, but she can haul. Ta lái à? À ha. Sooner I get my car back, the sooner I'll be on my way. Amen. Here we arrive in time to save your black on black from slaughter. Ship là phanh các bạn ạ.
Được được. Lại đã phết đi. Chiến đấu đã, lái xe em đã. Xong còn có yếu tố phiêu lưu nữa. Game này đỉnh đấy. Ôi à, à sao? Có xe chết nhỉ? Rồi. Không biết con chó đâu. Hả? Gì vậy? À đi theo ông này. Ok ok. À, có lẽ đây là địa bàn của một đám nào đó các bạn ạ. Vua của họ. Nghe kinh vậy. Hấp dẫn đấy nhỉ? Nhiệm vụ mới này. À, sao rồi? Sao mày cứ đơ ra một lúc vậy? À, ống nhòm. Ui. Một ống nhòm lên. To build a car. Move camera. Nhóm cái gì đây vậy? Tới đó đi. Come, lên xe tới đó à? What is this place? You are in the outer grave. Nghe mà lái xe thích không các bạn ạ? Đây là một cái cổng đi vào. Ây. Phóng vào luôn nhỉ. Rồi. Chúng ta vào tổng hành dinh của đám nào đó. Rồi, làm gì đây đây? When you're ready, Saint. Cái gì vậy? Lấy nước à? Ồ, ngon. Đang không có mà dùng. Ok, tới liền. Một cái xác xe. Tới mà nhìn. Tới mà nhìn đi. Giấc mơ. The dream. Có lẽ là con xe chúng ta các bạn ạ. Đây rồi, chắc chắn rồi. Chính là con xe chúng ta. Chiếc xe chẳng có gì cả. Một cái xác không. Đống sắt vụn đúng nghĩa. Không có cả giảm sóc. Ông này có vẻ sẽ là một người kỹ sư ấy. Được rồi. Xe mới chúng ta đó các bạn. Đi theo cái đường màu xanh trên bản đồ nha các bạn. Sắp tới một địa điểm nào đó. Driver to the graveyard. Game phải lái xe cảm giác đã. Mình thấy mình lái xe hả? Ủa nào? Hết xăng à? Rồi, cố lên nào. Tới nơi hết xăng là vừa, đừng phải chạy bộ được. Kiếm tí xăng à? Empty. À, empty á, ok, fine. Không có xăng các bạn ạ, à. Chúng ta phải tới điểm tiếp theo rồi. Cái gì đây? Mình nhặt mấy công cụ này, có gì lát nữa về chế tạo cái xe chúng ta.
Rồi, còn tí xăng, phóng luôn nào. Bắn được à? Giữ chân phải là A đúng không ạ? À, cô. À, có đám nào đây? Mày hả bởi? Xôi ôi. Đâm choáng kìa. Đỡ, xôi. Game này combat kiểu giống Assassin's Creed 2 các bạn ạ. Ui, nhưng mà đánh đấm chất hơn rất là nhiều luôn đấy. Chà chà, game này hay đấy. Có lẽ mình sẽ giữ lại để trải nghiệm chứ không xóa những game khác. Những game khác thì mình thường hay hướng dẫn các bạn cài đặt xong mình sẽ xóa luôn. Còn game này có lẽ mình sẽ dành thời gian nghiên cứu. Cái gì à? Ấn phím F. Đổ nhiên liệu các bạn. Đầy xăng luôn. Yeah. Giữ lại nhé, hết luôn rồi. Còn không? Có giữ được không nhỉ? Đốt ra, ready. What the fuck? À! Vãi lúa. Còn có vụ này nữa à? Đốt xăng xong rồi ném. Rồi để mình thử phát nhá. Drop. F. E. Throw. Boom. Ồ, hay đấy. Nhưng mà mình muốn giữ một cái can xăng này lại làm nào nhỉ? Cất lên xe được không? What the fuck? Airdrop. Ok, không giữ được rồi. Thôi đi thôi. Nói chuyện với ông này à? Stay put. Là sao? Đi đâu rồi? Sao đấy nhỉ? Một tí nước á. Store a full can the magnum opus. Mua xăng. Nó vào một cái nút gì đó liên quan đến can xăng này. Can you pick up? Không giữ được. Sao để lấy nhỉ? Khó chịu thật. Store a full can in the magnum opus. Hold drop. Nhẹ đốt đáp đi được mày, what fuck. Bắn này, bắn này. Cậu rồi đấy. Cho mà có bom xăng luôn. Có cái gì này? Phải đưa nó cho ông này. Nào nào nhỉ? Có chịu thật đấy.
rough. Cái này có nút nào đó ta? Fuck! Nút E các bạn. Trời ơi, nãy giờ ấn nút E không được đâu. Làm mình cứ tưởng không được. Chúng ta phải lấy thêm một cái bình xăng để dự phòng. Có góc nhìn đằng sau này, hay. Ô, ngắm sao đấy đi nhỉ? Sao này không đẹp lắm. Giống kiểu mấy dấu chấm màu trắng hơn là sao. Ok. Hòa với cái khung cảnh này rất là tuyệt đúng không nào? Nhá. Hành trình chúng ta lại tiếp tục. Nãy là thu thập được một đống công cụ rồi. Không biết lắp vào xe như nào. Ui. Vãi lúa. Xe mất máu rồi. Ok. Kinh nhở. Có gai góc các thứ này. So let's make this one count. À, phá cửa. Lấy can xăng này á. Rồi, đốt xong ném à. Chơi lớn nha các bạn nhá. F. Boom. Yeah. Mình cứ tưởng là giữ cái đấy làm nhiên liệu dự trữ chứ. Ai dè đi phá cổng. Cái này mình khuyên các bạn nên để tốc độ chuột cao lên một tí nhá. Quá trình lái xe sẽ dễ hơn. Cái gì đây? Có bẫy nữa à? Bẫy lúa vậy. Lúa này. Ây. Ây. Vãi trưởng. Đâm vào hai cái liên tiếp luôn ạ. Né né né. Lật xe, lật xe. Xin chết. Ui, cháy xe các bạn ơi, chết rồi. Xe có 1/5 cây máu thôi. Đi phải cẩn thận hơn nữa. Hỏng mất con xe rồi. Bây giờ đi mới được nửa đường như vậy. Mình sẽ đi chậm lại. Ôi xong rồi, xong rồi. À! Get out of vehicle. Chạy đi, chạy đi. À ông ấy đang sửa xe. Kinh quá nhỉ? Mấy cái bẫy này nó tự nổ các bạn ạ. À. Mình cứ tưởng đập vào nó là mới nổ cơ. Ai đây dính mất nó nổ luôn. Anh em, cố lên kỹ sư. Được rồi. Lên xe đi tiếp. Xe, con kỹ sư thì ngon đấy. Phát xe đầy máu các bạn ạ. Tiếp tục hành trình nhá. Xe, dầm ba cái bẫy, nổ mạnh vào. Xe. Ủa, lái mượt lắm các bạn ạ. À. Xe mới sửa xong các bác. Vừa nói xong. Rồi, lấy điểm đến rồi. Các lập dân đúng không ạ? À? Được rồi, có lẽ mình sẽ trải nghiệm đến đây các bạn nhé. Đó chỉ là một phần cái lối chơi của tựa game Mass này mà thôi. Sau đó thì các bạn còn có những cuộc phiêu lưu rất là dài với nó nữa cơ. Và các bạn hãy nhớ, đây là game thế giới mở, cho nên các bạn có thể làm rất nhiều việc khác nhau trong cái tựa game này các bạn muốn, thế nào. Như vậy là mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game Mass, cũng như là trải nghiệm một chút về cái gameplay của nó rồi, đúng không nào. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ nhé.
Các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like và Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.